vẫn lựa chọn phương án giữ im lặng giữa vụ lùm xùm tình ái đang gây xôn xao dư luận của Trường Giang với Hoa Khôi Nam Em. Chiều qua 25/3, Nhã Phương đã bất ngờ xuất hiện trước truyền thông đến dự một sự kiện giải trí giữa tâm bão. Nhã Phương lập tức thu hút mọi sự chú ý vì bộ xiêm y nổi bật và nhan sắc yêu kiều, điều đáng nói là dù lựa chọn lại một thiết kế đã được Hoa hậu Phạm Hương và Á hậu quốc tế Thúy Vân diện từ 2 năm trước, mỹ nhân phim tuổi thanh xuân vẫn tỏ ra không hề thua kém, trở lại sau ồn ào tình ái của bạn trai. Nhã Phương xuất hiện trong mẫu đầm đuôi cá vàng rực với điểm nhấn là những đường cut táo bạo và chi tiết xoắn phải độc đáo.